tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu luôn là một thứ gì đó rất đẹp, rất lãng mạn. Nhưng mà đôi khi vẻ đẹp của nó không chỉ dừng lại ở đó. Có những mối tình đơn giản, mộc mạc nhưng lại có thể làm thay đổi vận mệnh của hàng triệu người. Hãy cùng qua Fairy Tale tìm hiểu về một mối tình như vậy trong câu chuyện ngày hôm nay nhé. Câu chuyện bắt đầu với mối thù truyền kiếp của hai vương quốc láng giềng là Eren và Manis. Thời đó chiến tranh đổ ra liên miên giữa hai quốc gia này. Tuy nhỏ bé nhưng vương quốc Eren lại rất hiểm trở. Điều này khiến cho tham vọng thôn tính Eren của quân đội Manis gặp rất nhiều khó khăn. Điều này khiến cho quốc vương Manis thực sự rất khó chịu. Tể tướng của ta, hãy nói cho ta biết vì sao một vương quốc hùng mạnh như chúng ta phải chịu thua cái đám lính hoàng của vương quốc Eren. Thưa quốc vương, việc này rất khó nói. Đường đến vương quốc Eren vô cùng hiểm trở, chúng ta lại không thông thạo địa hình, thế nên việc tiếp cận và chiếm đóng Eren thực sự là khó khăn trong thời điểm hiện tại. Quốc vương Manis có một người con trai duy nhất tên là Martin. Đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Hóa ra ông muốn sử dụng Martin trong kế hoạch của mình như một gián điệp. Ông chuẩn bị lễ vật sang Eren để giả vờ cầu hòa và hỏi cưới công chúa của vương quốc Eren cho con mình. Thôi nào ông bạn, đừng có đa nghi như vậy chứ. Chẳng qua là ta thấy chúng ta đã chiến đấu cả đời rồi, dân chúng cũng đã quá khổ sở. Ta thì có duy nhất một người con trai, ông cũng chỉ có một ái nữ. Tại sao chúng ta không từ bỏ hận thù mà kết thành thông gia, sống yên bình trong quãng đời còn lại? Kết thành thông gia? Hắn thực sự nghĩ vậy sao? Ông bạn của tôi, được như vậy thì quả là diễm phúc cho nhân dân hai nước. Dĩ nhiên ta không thể chối từ, nhưng trước hết ta có một điều kiện. Elisa nhà ta từ bé đã quen thuộc với nơi đây, bây giờ cưới chồng xong lại phải lặn lội đường xa, lạ nước lạ cái, không ổn cho lắm. Chỉ bằng tổ chức tiệc cưới ở đây, rồi Martin ở lại đây với Elisa một thời gian, sau đó về bên kia, lau trên. Ông thấy có được hay không hả? Ông trả lời tôi biết đi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Quan trọng là hai đứa nhỏ ở bên nhau là được rồi. Vì vua Manis đồng ý rất nhanh, thực sự làm quốc vương Eren vô cùng bất ngờ. Từ hôm đó, Martin và Elisa bắt đầu tìm hiểu nhau. Có vẻ họ rất tâm đầu ý hợp. Hai người quấn quýt nhau từ sáng đến tối. Còn quốc vương Manis cũng ở lại đây để đợi ngày cưới diễn ra. Trước hôm diễn ra đám cưới, Martin quay trở lại phòng nghỉ thì thấy vua cha ngồi đó đợi mình. Vua cha, người đợi con sao? Martin, con có biết cuộc hôn nhân này có ý nghĩa thế nào với vương quốc chúng ta không? Chẳng phải cuộc hôn nhân của chúng con để hóa giải hận thù giữa hai quốc gia hay sao? Ta rất thất vọng về con. Con nghĩ xem, bao nhiêu quân lính của ta đã thiệt mạng trong những trận chiến. Mối thù đó không được quên. Nhiệm vụ của con là phải thu thập toàn bộ tài liệu về quân sự của Eren và mang về cho ta. Nhưng thưa cha, không nhưng nhị gì cả. Con phải nhớ, con là quốc vương tương lai, con phải lo cho vương quốc. Những chuyện tình cảm thường tình dẹp hết sang một bên đi. Dạ thưa cha. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi đã để lại rất nhiều suy nghĩ trong lòng Martin. Nhưng những suy nghĩ này sớm được gạt sang một bên, vì ngay trong ngày hôm sau, một tiệc cưới linh đình được diễn ra trong cung điện của vương quốc Eren. Tất cả mọi người đều có mặt để chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi hoàn hảo này. Sau lễ cưới, Martin và Elisa trải qua những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Hai người họ quấn quýt với nhau không rời. Tuy nhiên, Martin vẫn không quên lời cha mình. Cha vẫn hàng ngày ngầm quan sát cách vận hành và nghe ngóng những chiến lược quân sự của quân đội vương quốc Eren. Martin dần dần lấy được cảm tình của người dân Eren và những thông tin mà Martin thu thập được ngày một nhiều lên. Nhưng trong lòng chàng vẫn khó xử vì chàng đã thực sự đem lòng yêu công chúa Elisa vì vẻ ngây thơ chân thật của nàng. Martin không dám tưởng tượng rằng một ngày nào đó nếu chàng phải trở về, phải ở bên kia chiến tuyến, chiến đấu chống lại vợ của mình thì sẽ như thế nào. Trong suốt một năm sau đó, Martin chỉ về Manis có duy nhất một lần và chàng quyết định chưa thông báo gì về tình hình quân đội Eren cho vua cha.
Con đã về rồi sao? Ở bên đó có vất vả không? Thưa cha, cuộc sống của con bên đó vẫn ổn. Ổn mà, vậy còn nhiệm vụ ta giao thì sao? Con vẫn cố gắng thưa cha, nhưng mọi thứ không dễ dàng như con nghĩ. Họ vẫn chưa tin tưởng con lắm, nên cũng không có thông tin gì. Được rồi, con nghỉ ngơi đi, ta có thể chờ được. Nhưng con hãy nhớ lấy lời ta, quốc gia đại sự luôn phải đặt lên hàng đầu. Dạ con biết rồi. Một mặt nói như vậy, nhưng quốc vương Manis cũng rất sốt ruột. Ông nhận ra có điều gì đó không đúng. Ông ta mất dần niềm tin vào người con trai của mình. Cuối cùng ông quyết định bàn bạc với người tể tướng để triển khai kế hoạch cuối cùng. Cứ như kế hoạch mà triển khai. Dạ vâng thưa bệ hạ. Một hôm đang dạo chơi với Elisa ở trong vườn thì bỗng nhiên có lính mang đến cho Martin một bức thư. Đọc xong mặt Martin biến sắc. Hả? Martin, cha bị làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra hả? Cha ta đã bị ốm nặng, có lẽ không qua khỏi rồi. Vua cha của chàng đang ốm nặng hả? Martin à, bình tĩnh nào. Ta sẽ cùng chàng trở về để thăm vua cha có được không? Không cần đâu, nàng cứ ở đây, ta sẽ về trước. Nếu cần thiết, ta sẽ đưa thư hoặc quay trở lại đây để đón nàng. Không được đâu, ta cũng phải cùng chàng về. Nhưng Elisa nhất quyết không chịu. Nàng muốn cùng chồng mình trở về Madrid. Sau đó hai người họ cùng nhau đến xin phép quốc vương Aren. Elisa, Martin, có chuyện gì vậy? Thưa bệ hạ, cha con bị bệnh nặng. Con đến đây để xin phép trở về Madrid thăm cha. Vua cha, con cũng muốn đi cùng với Martin. Được rồi, dĩ nhiên là quốc vương Madrid ốm nặng thì các con cần phải về. Nhưng lưu ý, đường đi hiểm trở, Martin con phải chăm lo thật tốt cho Elisa. Dạ vâng, dạ, thưa vua cha. Ngay trong hôm đó, Martin và Elisa cùng phóng ngựa thật nhanh trở về Madrid. Khi bước vào đại điện, Martin và Elisa rất ngạc nhiên khi thấy quốc vương Madrid hoàn toàn khỏe mạnh, đang ngồi trên gai vàng. Cha, không phải bị bệnh nặng sao? Bệnh nặng à? Không, Martin, vì ta không thể tin tưởng con nên ta mới đích thân phải thực hiện kế hoạch này. Người đâu, bắt công chúa Elisa lại và giải Martin về phòng cho ta. Không, Elisa, không. Cha, sao làm vậy? Tại sao à? Vì con quá nhu nhược, con để tình cảm lấn át lý trí, con đã quên đất nước này. Người đâu, hãy giải nó về phòng, ta không muốn nhìn thấy nó nữa. Ngay ngày hôm sau, quốc vương Madrid dẫn một đội quân đến trước cửa thành Aren, mang theo con tin là công chúa Elisa. Peter mau đầu hàng đi, nếu không con của ngươi sẽ phải chết. Lão trên, đồ xảo quyệt, hiền nhã. Đúng mà, tại sao ngươi có thể lấy phụ nữ ra làm con tin cơ chứ? Mau thả cô ta ra. Vì đồng bào, nhất quyết cha không được đầu hàng. Con không sợ chết, cha phải chiến đấu và báo thù cho con. Đừng lo lắng gì cho con cả, hãy bảo vệ đồng bào. Elisa, ta xin lỗi, ta đã làm hại con rồi. Trong lúc hai bên còn đang lộn xộn, Elisa vung tay thật mạnh để thoát khỏi sự kiềm chế của tên lính và chạy thật nhanh về phía quân đội Aren. Ngay lập tức, quốc vương Madrid phản ứng rất nhanh. Ông ra lệnh cho đội quân của mình. Cung thủ đâu? Phóng tỉa! Hàng chục mũi tên được phóng ra bay về phía Elisa. Về phần Martin, sau khi bị nhốt vào căn phòng, chàng cố gắng tìm mọi cách để thoát ra. Cuối cùng chàng cũng thoát khỏi nó bằng cách dùng những tấm rèm nối với nhau treo qua cửa sổ và xuống dưới. Sau đó chàng kiếm một con ngựa, một bộ giáp và nhanh chóng đuổi theo đội quân của Madrid. Vừa đến nơi, chàng thấy Elisa đang cố gắng thoát khỏi sự khống chế của những tên lính Madrid. Thấy Elisa thoát khỏi vòng vây và chạy đi, Martin lập tức dùng hết sức chạy thật nhanh về phía Elisa. Và thật không may, một mũi tên đã trúng vào người của Martin. Chàng nằm đó và hơi thở khó khăn. Elisa gào khóc trong tuyệt vọng. Không, Martin. Martin. Cha, con xin lỗi vì đã không trở thành người lo lắng quốc gia như cha mong muốn. Nhưng con mong rằng tính mạng của con sẽ đem lại bình yên cho dân chúng hai vương quốc. Họ đã quá khổ sở, hận thù ta có thể khép lại được rồi cha. Nói xong, Martin trút hơi thở cuối cùng và nằm xuống. Cảm ơn nàng vì đã cho ta biết được tình yêu đích thực, thứ mà ta chưa bao giờ có trong đời. Nếu con kiếp sau, ta vẫn mãi yêu nàng. Không Martin, ta không thể sống thiếu chàng được. Vua cha, xin đừng tiếp tục mối hận thù này nữa, và xin thứ lỗi cho người con bất hiếu như con. Vua cha. Sau đó,
Elisa dùng thanh gươm của Martin và tự kết liễu mạng sống của mình. Quốc vương Manis thật sự rất đau lòng. Ông hối hận vô cùng vì chính mình đã gián tiếp giết chết người con trai duy nhất của mình. Từ đó, người dân hai vương quốc được sống trong cảnh thanh bình đến mãi về sau. Họ luôn biết ơn Martin và Elisa. Họ dựng tượng hai người trước quảng trường lớn của hai vương quốc để tôn vinh sự hy sinh của hai người. Còn về phần Martin và Elisa, khi lên thiên đường, Chúa Trời đã biết tất cả mọi chuyện. Ông rất cảm động và quyết định ban thưởng cho họ. Martin, Elisa, trái tim dũng cảm và sự hy sinh của các con thật đáng khâm phục. Sau này, hai con có thể sống hạnh phúc mãi mãi trong thành phố vĩnh cửu của ta. Tạ ơn Thượng Đế. Từ đó, Martin và Elisa sống bên nhau mãi mãi trong thành phố vĩnh cửu của Thượng Đế.